ơn để lại cho tôi một like, một share và nhớ nhấn cái nút đăng ký để coi kênh channel của tôi đạt được 3 triệu subscribe sớm nhất nha mọi người ơi. Đó coi, hôm nay mình đi vòng vòng ở khách làng để mình chơi thôi mấy bạn ơi. Kim Mỹ đang làm gì đẳng vậy ta? Đang làm gì vậy Kim Mỹ? Hello gì vậy mày nha? Mày vẽ bài gì tào lao nó vậy? Lát đi ha ra ha, thấy ra chửi cho nghe. Trời ơi em đang vẽ trò chơi. Trò chơi gì? Gì trò chơi của tụi mình? Mày chưa vũ tao nữa mà mày bày đặt trò chơi của tụi mình là sao mày? Ừ em đang định vẽ xong em rủ chị nè. Ủa nó đang ngồi vẽ kìa mấy bạn. Chứ đợi xíu em vẽ xong em nói gì nghe. À không biết cái vòng tròn này để làm gì nữa các bạn ơi. Tự nhiên con Kimmy bây giờ nó phải ngồi nó vẽ. Mà thôi cứ kệ đi, đợi nó vẽ xong rồi mình sẽ biết nó làm cái gì. Ủa nhỏ giờ chơi gì vậy mà nhìn cái vòng tròn này lạ vậy Kimmy? Cái trò này là bí mật tối mà chị sẽ biết, chị đồng ý chơi đây tối này chơi. Trời ơi trời, không có biết trò chơi là gì mà kêu đồng ý luôn các bạn ơi. Chứ mấy hôm đủ chị gì cho chị ra nói gì chị chứ đừng chị nói nha nha, có chơi được ngủ thì mà nha cho vui. Hãy không nói tên trò chơi đâu. Rồi ok, để giờ nói đúng với nha. Chắc là giờ này đang chơi máy tính đúng không? Ủa không phải, vậy là đang ở trên lầu ngắm cảnh luôn. Chưa trên đây luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, giờ chưa chiều chưa chặt rồi. Dậy đi. Ây da, cái gì vậy? Trời giờ ơi, chưa đang chiều, ngủ chưa luôn á. Giờ còn ngủ cái gì đó. Trời ơi, đang ngủ chưa mà trời. Không định là đợi tôi hát cho nghe luôn hay gì nè đây. Ây da, dậy đi. Trời ơi, đau quá. Trời ơi mắc cỡ, người ta đang ngủ qua kiếm làm vậy. Tôi nói cho ông nghe này nè, tối nay chúng ta sẽ có một trò chơi mới. Trò chơi mới là trò gì vậy trời? Đó chính là trò chơi ghế, một chiếc ghế. Trò chơi một chiếc ghế. Đúng. Rồi, lại chơi cái trò ghế âm nhạc hay ghế tàu lao gì nữa rồi đúng không? Không có chơi ghế âm nhạc, trò chơi này một chiếc ghế. Ông đi ra ngoài đây nè, Kimmy nó vẽ cái vòng tròn ra, nó nói trò chơi này là trò chơi một chiếc ghế. Ôi mày tên cái gì? Kimmy. Thôi, con Kimmy mà nó rủ thì đương nhiên có điểm rồi đó. Trời ơi, năng nỉ luôn á. Trời ơi, sao mà bà tò mò, bà liều dữ vậy trời. Nói chung là chơi nha. Ai sao mà chơi chơi. Trời ơi, công nhận Hi Ha đẹp trai. Tối ngày bị nó dụ hoài, thôi đi đi. Ok, đi về nhà thôi các bạn ơi. Chiều nay mình sẽ kêu Hi Ha. Chào tối rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ kêu Hi Ha. Dậy đi. Mèo Hi Ha này, cái gì vậy? Chiều dậy, dậy đi. Đó giờ đây. Gì vậy? Sao tôi chưa bà kiếm vậy? Tối mà cũng kiếm vậy, đang ngủ rồi cho ngủ xíu đi. Gì nữa? Bây giờ chơi trò chơi rồi quên hả? Hồi trưa mình mới bạn với nhau mà. Trời ơi. Đi, tụi mình đi thôi, nhanh lên. Ủa giờ đi đâu giờ? Đi ra chỗ chơi. Đó, quải ông Kimmy nó đang chuẩn bị đó, ông thấy không kìa. Trời ơi, tôi nhìn đi sợ sợ rồi đó nha. Lẹ đi. Đi ra ngoài đi, có gì đâu sợ. Ủa trời, trò quần gì đây? Trò quần gì mà chơi vậy? Ơi, sao anh nhìn giống như cái vòng này vòng Satan quá vậy? Rồi, em đã chuẩn bị cái ghế rồi đây. Rồi, giờ tao lên ngồi hả? Ơi. Có lên ngồi, chứ sao? Trời này chưa sao? Làm sao? Từ để em nói thể lệ nghe cho mẹ. Mày nói chơi, mày nói chậm quá à. Tò mò quá à. Cái trò này nè là tụi mình sẽ lên ghế. Nhưng mà anh đừng có lên đây, mình lên là chết á. Giờ sao nữa? Chơi được. Kiếm một đối tượng hợp lý cày. Ơ cái gì đấy? Còn nghe chưa gì đấy? Không vui đấy. Thôi vui, chơi mới, chơi mới. Khánh lên ngồi đây em nói thể lệ cho anh coi nghe nè. Ây da, đừng làm người đặc biệt à. Đây rồi, ngồi lên rồi, làm gì, chơi đi. Wow, nhìn cái chỗ nó hợp với mày á. Ma quỷ đấy. Ủa, anh đã ngủ rồi. Ok. Ủa, tao không ra khỏi ghế được không? Ủa, nó không làm gì được con vậy? Nó không làm gì được con kìa. Ê, tao không ra khỏi ghế được không? Ủa, làm sao cho mày? Cho tôi ra. Hồi nãy là em khi mà em đặt cái nút đá đỏ cuối cùng là ai mà ngồi lên trên đó là dính gì luôn đó. Hên nãy. Ôi ôi. Ôi giời, hên nãy chị áo lên đó nha. Ủa, vậy tôi may mắn vậy luôn hả? Trời ơi, tôi tiếc quá nha. Bởi giờ, giờ chơi trò này tính sao đây Kimmy? Cho tôi ra. Chị làm khánh thế là thí nghiệm của tụi mình đó hả? Trời ơi, mày xui như mày rồi. Làm phép cho ổng. Trời mày xui, mày bị nó dụ rồi nha. Tao không có liên quan trong chuyện này nha. Ừ, tụi tao có biết chuyện này nha. Ừ, dọn phù phép đi. Trời ơi, nó bị lại luôn rồi kìa. 2, 3. Nó là anh Khánh hả? Ôi nhìn, giống như Khánh như là khó tượng quá à. Thần chú gì vậy Kimmy? Thần Linh ơi, hãy xuống đây và nhập vào linh hồn này. Linh hồn, hãy sáng này tụi con hiến nhân cho người. Trời. Nhập vào đây. Ôi cái gì nó ghét nhập nhập đi ba, đừng có nói nhập vào. Xong rồi đó, xong rồi đó. Chạy ra. Cái ghế lắc kìa. Ôi cái ghế lắc không chơi luôn kìa. Ôi chúng mày dám chịu hỏi ta.
Nếu như vậy các người sẽ chết à. Không được. Mình chỉ cần lắc 5 cái vuông là mình xong. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh, tìm cái vuông tiếp theo đi hướng nào, Trời ơi, nguy hiểm quá, chơi cái trò gì mà kinh dị dễ sợ luôn đó thiệt chứ. Nó kìa. Ê, đường này nè, chạy qua đường này nè, Dâm ơi, vô đây. Bọn mày, đừng lại. Dạ, ôi, cái vuông. Mày nè. Chuông sau khi mình lắc thì nó có cái vấn đề gì không vậy? Không biết nữa, để coi thử coi. Mất cái chuông luôn. Cái chuông rồi. Vậy là cái chuông đằng kia cũng bị mất luôn hả? Ừ, vậy là mấy cái chuông sau khi mà mình gõ là nó sẽ mất á. Vậy bây giờ mình tìm ba cái chuông còn lại rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, cái trò gì đâu nhìn giống như tụi mình đi tìm cái chuông vậy á. Ghê quá. Nhà TV đi chắc là có á. Ờ thấy nè, nhà đó cũng có ơi. Ôi, nó lúc rồi. Trời ơi. Làm cái gì vậy? Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Cái chuông đâu đây? Cái chuông đâu đây? Nhà ăn kem bây giờ chuông ở đâu vậy? Ôi, 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 mất cái chuông luôn rồi. Con quỷ biến mất rồi. Ui, cái lúc nó biến mất cái ghê quá Jimmy ơi. Giờ mình đi đâu đây vậy? Nhớ rồi, vậy bây giờ mình bây giờ một cái hơi kem mi rồi. Bây giờ mình tìm ở đâu bây giờ? Chắc là ở nhà tôi á. Nhà bà sẽ liên quan gì? Bây giờ vô tìm manh mối trong nhà của con Kem Mi nữa. Ôi coi coi có không lên. Ở đâu đây trời? Ở trên nhà nó còn trên lầu nữa. Lên đi lên lầu. Đi lên. Ơi, có không ta? Cái gì kìa? Cái gì kìa? Cái này là cái nhà của nó. Cái chuông. Ê, tượng trưng 5 cái chuông kìa. Còn cái này là ở nhà sầu riêng. Tôi hiểu rồi. Cái bên trái là nhà sầu riêng, cái ở trên nữa là nhà đồ hủ nè. Ừ. Giờ qua như vậy, một là nhà của Abi hoặc là nhà của Jack. Một trong hai nhà đó. Trời, hình như cái còn lại có thể nhà của bà hoặc là đồn cảnh sát. Hồi nãy tôi đoán nhà của tôi vậy chưa? Trời ơi, cái này nó đặt hên xui à, sao biết được. Ok, vậy bây giờ mình đi theo hướng từ đồn cảnh sát qua đi. Thì qua từ từ qua bởi. Nhanh lên. Đi. Nó kìa, chạy đi. Chúng mày phải chết đi đời gây ra những chuyện này. Nhanh lên. Cuốn chạy đi. Đỡ tôi. Mày phải bị bắt. Chạy đi! Mày sẽ ôm mũi con nhỏ! Cái chuông còn lại chỉ vòng vòng nó đầy thôi! Nhanh lên! Tôi đang tìm nè! Đồ cảnh sát không có rồi, vậy là chắc ở bên nhà mình rồi, mình phải qua nhà mình tìm mới được! Nó nằm ở đâu được trời? Nó vẽ là mình thấy nó xa lắm các bạn
bạn ơi, chứ không thể nào là nằm ngay nhà mình được đâu. Nên là bây giờ mình phải... Mày là con cuối cùng sẽ phải bị bắt. Mày sẽ chết cùng với ba đứa, hai đứa kia. Không bao giờ cái vụ đó đâu. Chồng kia ông đừng có ông. Khó là nhà của Jack không khó rồi mấy bạn. Mày cũng sẽ như bạn của mày thôi. Cái gì vậy? Nó đuổi cho cái lạc cơ. Trời ơi. Nhà Bi nè. Có ông. Mọi người đang ở đó. Trời ơi, cái trò này nguy hiểm quá đúng không các bạn? Các bạn không nên chơi trò này nha, trò này rất là nguy hiểm luôn á. Đừng bao giờ chơi chịu hội với Kimmy nha, chơi vậy là chơi ngu quá. Ôi, mọi người. Để tôi đỡ mọi người vậy. Được rồi, tới đi ha. Trời ơi, khứa cái Bi đây. Dụ người đây, mất dạy mày đâu, mày quay lại đây. Tao phải giết mày. Tao phải giết mày. Trò này chơi mất dạy thì có khứa. Ừ. Ác độc thiệt chứ. Nó chơi dụ con cánh vậy. Thôi, trò này ghê quá, đi về đi. Ghê quá, cuối cùng không bao giờ tham gia lại đâu. Cuối cùng thì cũng hết trò này mấy bạn thôi. Bây giờ tôi đi về nhà.